Anh Tư Du, hồi thứ 81 tóm tắt xong cái trận Lục Quốc Chiến á, mình muốn khóc luôn các bạn, đọc muốn chảy máu mắt luôn, đọc hoài, nó không xong cái trận đó luôn, nó cứ kéo dài từ hồi này qua hồi khác, vẫn chưa xong, cuối cùng thì cũng xong rồi, quá mệt với trận Lục Quốc Chiến này, quá là lan man đi. Cái trận Lục Quốc Chiến nó rất là dài và rối rắm, đại loại là 72 cao thủ được thả vào một cái nơi toàn là cát gọi là Xa Giới, một cái hành tinh đầy cát và bọ cạp trùng độc. Cuối cùng sau mấy trận đánh nhau á, thì chỉ còn lại vài người, phe Hoàng Tuyền á, thì còn Lục Nhĩ, Thương Minh Quỷ Vương, Tần Vương, Vạn Yêu Quốc thì còn mỗi Yêu Vô Mộng, các thần quốc khác cũng còn le que vài người. Gần cuối trận khi mà đấu nhau với cao thủ của Diệt Thế Ma Quốc thì Thương Minh Quỷ Vương đã vì cứu Tần Vương mà bỏ mạng. Chuyện này rất lạ đúng không? Bởi vì trong cái trận mà Đại Chiến Yêu Thành thì cũng đã nói là hai người này rất là ghét nhau. Thương Minh Quỷ Vương đã cùng nhau tự sát với cao thủ của Diệt Thế Ma Quốc. Hơn nửa đời người hai người này đã từng là huynh đệ, nửa đời người còn lại thì hai người này là kẻ đối đầu. Cho tới khi Nguyệt Hoàng Tiền ra lệnh thì cả hai mới ngừng chiến. Vậy mà giờ đây khi Thương Minh Quỷ Vương chết thì Tần Vương lại cảm thấy trống rỗng tột cùng, giống như là đời mình đã mất đi một mảnh ghép ý nghĩa. Lục Nhĩ quan sát kỹ trận đấu năm nay thì thấy Lục Quốc Chiến năm nay rất là lạ, quy định rất là hà khắc, tỷ lệ tử vong thì vô cùng cao. Nếu như chỉ để xếp hạng những cái thần quốc thì tại sao lại khốc liệt như vậy? Những cái cao thủ chết hết rồi thì còn ý nghĩa gì nữa? Trong những phút cuối cùng thì Lục Nhĩ lại được Tuần Thiên Giả truyền âm vào trong đầu, hướng dẫn cách sinh tồn. Với bản tính ranh ma thì Lục Nhĩ đã dần tìm ra bí ẩn đằng sau trận Lục Quốc Chiến này. Vào những phút cuối cùng của trận chiến thì Sáng Thế Thần Quốc còn lại 3 người. Nhóm này đã tiêu diệt khá nhiều địch nhân cho nên được xếp thứ nhất. Đứng thứ hai là Diệt Thế Ma Quốc, Hoàng Tiền Thế Giới đứng thứ ba. Dù rằng còn 2 người là Lục Nhĩ và Tần Vương, nhưng Tần Vương sau cái chết của Thương Minh Quỷ Vương đã gần như suy sụp nằm bất động trên cát, mặc cho cát bụi lấp mình. Thứ tư là Vạn Yêu Quốc, sau cùng là Vạn Thần Điện và Vạn Linh Cảnh. Trong những phút cuối cùng thì Lục Nhĩ được một người thần bí hỗ trợ. Người này sức mạnh ngang ngửa với Tuần Thiên Giả, nhưng hành tung rất thần bí. Người này giúp Lục Nhĩ là vì khi Lục Nhĩ chiến đấu, bỗng nhiên trên người Lục Nhĩ xuất hiện những đường vân màu đỏ. Những đường vân này chớp tắt rất thần bí, và nếu nó càng sáng thì sức mạnh của Lục Nhĩ càng tăng. Người này xuất hiện tại Xa Giới là bởi vì những đường vân này. Những đường vân này rất giống với những đường vân trên người của các đấu sĩ của Vạn Linh Cảnh. Người này khuyên Lục Nhĩ là sau này phải tránh giáp mặt với người của Vạn Linh Cảnh, kẻo bí mật này lộ ra thì sẽ mang họa. Đoạn này hơi bí ẩn ha, Lục Nhĩ có liên quan gì tới Vạn Linh Cảnh? Và người này dặn dò, Lục Nhĩ hãy nhớ, ngươi không phải là người bình thường. Trong cơ thể của ngươi có rất nhiều điều huyền bí, hãy hạn chế giáp mặt với người của Vạn Linh Cảnh. Nói rồi người này vội biến mất vì sợ Tuần Thiên Giả phát hiện. Đúng lúc này thì Tuần Thiên Giả ra lệnh ngưng trận đấu để tập hợp mọi người. Sao trận chiến lại ngưng nhỉ? Phải chăng là Tuần Thiên Giả đã biết được Lục Nhĩ có người trợ giúp nên ngưng trận đấu mà trị tội? Cũng không có thời gian nghĩ nhiều, lệnh là lệnh. Lục Nhĩ tìm cách quay về nơi tập hợp. Khi tất cả tập hợp lại thì Lục Nhĩ lại nhận thêm một lệnh mới, đó là những người còn sống hãy tiến vào trong một nơi gọi là Cổ Thành. Trong Cổ Thành này đầy những con trùng độc và kiến độc. Những cao thủ còn lại đang từ kẻ thù thì cũng đành liên thủ với nhau để chống lại hoàn cảnh éo le này. Riêng chỉ có Yêu Vô Mộng và Lục Nhĩ là không chấp nhận liên thủ lại. Trong lúc hỗn chiến trong Cổ Thành thì Yêu Vô Mộng không đồng ý sát nhập với những người còn lại nên đi riêng. Và trong lúc nguy hiểm nhất thì Yêu Vô Mộng lại mang ra một thứ, đó chính là Thiên Bi Địa Lục của Vạn Yêu Vương, Vạn Yêu Quốc Giới Chủ. Có thể nói Yêu Vô Mộng bây giờ mà có Thiên Bi thì sức mạnh khác gì Giới Chủ đâu. Yêu Vô Mộng được Vạn Yêu Vương coi trọng đến vậy sao? Đến cả Thiên Bi cũng có thể giao cho hắn. Nếu Yêu Vô Mộng chết đi trong Xa Giới thì Thiên Bi có thể bị mắc kẹt vĩnh viễn trong này, hoặc cũng có thể bị người khác cướp đi. Yêu Vô Mộng có năng lực gì để Vạn Yêu Vương tin tưởng như vậy? Khi Thiên Bi xuất hiện thì những cao thủ còn lại liền hiện rõ tham niệm, nhưng không ai dám đồng thủ vì biết Yêu Vô Mộng không phải là kẻ tầm thường. Có lẽ Vạn Yêu Vương đã xác định Yêu Vô Mộng sẽ là giới chủ đời tiếp theo. Nhưng đời không như là mơ, sau nhiều biến cố thì Yêu Vô Mộng cũng đã để lộ chân tướng. Thiên Bi đó chỉ là một hư ảnh nhằm để lòe người khác. Và tất nhiên, sự thật thì không thể giấu được lâu. Yêu Vô Mộng sau nhiều trận giao đấu đã bị giết bởi kẻ địch bởi vì không chịu liên thủ với những người khác. Các cao thủ cứ tiêu diệt nhau dần dần, cuối cùng chỉ còn lại Lục Nhĩ và vài người. Ban đầu chẳng ai nhìn ai, nhưng khi các bọn cảm thấy thực lực của mình không thể nào đánh lại được Lục Nhĩ. Lục Nhĩ là quái nhân phương nào, sao càng đánh thì càng mạnh. Thì lúc này Lục Nhĩ mới dừng tay, không muốn thương vong vô ích nữa, bảo mọi người hãy tập trung. Lục Nhĩ sẽ cho mọi người biết chân tướng sự thật của Lục Quốc Chiến. Đến cái đoạn này thì truyện vẫn chưa tiết lộ chân tướng sự thật của Lục Quốc Chiến là gì. Nó cứ nhá hàng để cho mình tò mò. Và bây giờ câu chuyện mới quay trở về với trận thí luyện của Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu. Lúc này tại Tuần Thiên Giới, đội đến đầu tiên là đội của Diệt Thế Ma Quốc. Vừa đáp xuống 36 người đã lập ngay một trận pháp. Nơi họ đáp xuống là một tòa cung điện. Chính giữa cung điện là một tảng đá to tỏa ra sắc tím. Họ cũng không xa lạ gì, vì đó chính là Phá Diệt Đệ Nhất Hào, Trấn Giới Thiên Bi Đệ Nhất. Nếu như Thiên Bi của Diệt Thế Ma Quốc ở đây thì họ cảm nhận được họ đã đến đúng nơi rồi. Luật của trận thí luyện lần này là mỗi đội sẽ ở trong một cung điện. Họ an tâm vì đã đáp đúng vào cung điện của chính mình. Luật của thí luyện là ngoại trừ việc bảo vệ cung điện của chính mình, còn phải cố gắng chiếm lấy cung điện của đối thủ. Trong mỗi cung điện đều có Trấn Giới Thiên Bi của thần quốc đó. Khi Trấn Giới Thiên Bi của mình bị đối thủ tiến vào chiếm điện mà mở ra, thì đội của mình phải quay về chính cung điện của mình để chiếm lại trong vòng 3 ngày. Nếu trong 3 ngày mà vẫn không chiếm lại được cung điện của chính mình thì đội đó sẽ bị loại. Đương nhiên trong 36 người này không phải ai cũng có sức mạnh của giới chủ để có thể mở được Trấn Giới Thiên Bi. Cần có một thứ gọi là Chí Tôn Ấn, hoặc nếu có đủ tự tin thì có thể hủy diệt luôn thiên bi của đối thủ. Đây là quy định, nhưng thực tế thì chắc không có kẻ nào đủ tầm để làm chuyện đó.
Nhóm người của Diệt Thế Ma Quốc khi đáp xuống đúng cung điện của mình, liền ra sức bày trận để bảo vệ cung điện. Người đứng đầu của nhóm này liền bay lên trên thiên bi, lấy chí tôn ấn cất sẵn vào trong người để phòng bị kẻ khác cướp mất và chuẩn bị cho sự việc tiếp theo. Các bạn có thấy mình khổ với cái việc tóm tắt cái trận lục quốc chiến không? Rất là dài, rất là mệt luôn á mấy bạn, mà nó rất là lan man, tóm lại nó cũng chẳng có nội dung gì quan trọng hết, ngoại trừ việc nó nâng bi Lục Nhĩ lên và hé lộ một số sức mạnh nhỏ nhỏ của Lục Nhĩ. Vậy chuyện tiếp theo ở trận thí luyện sẽ như thế nào? Hãy đón chờ hồi sau. Tham gia group Neko và đồng bọn trên Facebook để cập nhật thông tin sớm nhất.